13 Đức Duy Giao Cầu. Tí nữa chung kết Đức Duy gặp Vũ Thiết nha anh em. Vẫn phản cầu được. Rất bình tĩnh. Wow. Mọi người có thể xem lại nó ở chế độ Full HD. Bây giờ bọn nhà mạng làm ăn chán thật. Báo Thiết nó khác đánh với những tay vợt này, Thiết nó lì lắm. Mà Thiết cũng đang phong độ, biết đâu Thiết ăn. Đây là chuyện bình thường vì hai tay vợt rất là ngang nhau mà. Thế mới đáng là chung kết cho anh em xem đi đúng không? Vẫn thủ được. Vâng, vượt qua hai nhịp rất đẳng cấp của tay vợt Thạo VK. Ok, chào mừng mọi người đến với trận bán kết 2 giải cầu lông chuyên đơn rộng. Và đây là set đấu thứ nhất, điểm số đang là 3-1 cho Trần Đức Duy. Phía gần màn hình của chúng ta, tay vợt Thạo Bách Khoa. Phía xa màn hình Trần Đức Duy, hai thế hệ của cầu lông sinh viên Hà Nội. Tên biển cho đúng là câu lạc bộ Hà Nội, tên đâu? Các câu lạc bộ Hà Nội. Ok, giải đấu tên giải đấu sẽ hạ gục tay vợt này trong vòng 2 set. Vẫn thủ được, sợ thật. 6-2 cho Đức Duy. Nếu Đức Duy giành chiến thắng trong trận đấu này, chúng ta sẽ được thưởng thức trận chung kết trong mơ, trận đấu giữa Đức Duy và Vũ Thiết. Hai tay vợt đầy duyên nợ với nhau. Hai stream này sao tự nhiên nó cấu hình nó khác mọi khi nhỉ, mọi người thấy. Điểm số 73 cho Đức Duy. Kỳ cầu rất tự tin. Duy rất bài bản. Chạm cầu rất tốt. Kèo lưới kìa. Đăng ký thêm một gói mạng mới mà lại bị nhòe à? Chạy. Cú học gặp Hải Đăng ấy, nhưng mà em lại không vào đấy được. Thì không biết là có ai quay cho anh em xem không. Đập cầu tốt. Em hơi nhàn nhờ. Về kìa, về đập luôn ấy. 5 điểm vẫn cứu được. Bán kết hôm nay Vũ Thiết thắng rồi. Chung kết 99,99% là Đức Duy gặp Vũ Thiết rồi. Trận đấu trong mơ hay là do trong nhà thi đấu hay là do mưa bão anh em. Rất mong là mọi người thông cảm, Hùng cũng đã cố gắng hết sức. Khi đang ở trạng thái đỉnh cao thì cầu rất tinh tế. Chán. Còn đứng gì? Ở hình tay vợt Trần Đức Duy của câu bộ Kawasaki. Phía xa màn hình là tay vợt Thạo BK. Phúc Nguyên anh ít đánh giải mà. Anh mà đánh giải thì ai quay cho anh em xem. Nó dướn tốt nhỉ. Đập cầu tốt. Chán luôn. Quá tinh tế. Kê cầu đủ chết rồi. Chém cầu rất tốt. 6 à, 21-5. Trận đấu thứ hai này không biết có thể sẽ ngon hơn một chút. Cảm giác tốt nhỉ. Về cầu rất nhẹ nhàng. Cầu trong sân. 3-4. Trận cầu 2, 4 đều. Đập cầu ngoài 5-4. Bá học đang đi vào miền Nam bạn ạ. Cầu ngoài sân. Không còn rồi. Kiệp được, phải chờ trận đấu kết thúc thì mới ấy. Em vừa ra đăng ký gói mạng mới nó lại kém đắt.
Cầu ngoài sân, bỏ cấm chán bây giờ không làm gì được đấy ạ. Đăng ký gói mạng thử đủ các gói rồi. Mọi người thông cảm cho Hùng thôi, Hùng cố gắng xem nốt đi. Điểm 8 đều. Vẫn thủ được. Vẫn kề lại. Đi hộ tôi cái. Quá nhanh và tốc độ. Phạm Duy Thương và Mạc Văn Trung để sẽ xuất đầu trong thi đấu. 9 Thạo BK giao cầu, Đức Duy đỡ cầu. 10-11 rồi. 10-11 chứ nhầm nhé. No. Cầu trong sân, 13 đều cho Đức Duy. Chém cầu kìa, dã man thật. Chém 13, Đức Duy đầu cầu. Tí nữa chung kết, Đức Duy gặp Vũ Thiết nha anh em. Vẫn phản cầu được. Rất bình tĩnh. Wow. Mọi người có thể xem lại nó ở chế độ Full HD. Bây giờ bọn nhà mạng làm ăn chán thật. Báo Thiết nó khác đánh với những tay vợt này, Thiết nó lì lắm. Mà Thiết cũng đang phong độ, biết đâu Thiết ăn. Đây là chuyện bình thường vì hai tay vợt rất là ngang nhau mà. Thế mới đáng là chung kết cho anh em xem đi đúng không? Vẫn thủ được. Vâng, người ta hai nhịp rất đẳng cấp của tay vợt Thạo BK, câu lạc bộ Hà Nội mở rộng năm 2019 được tổ chức lại tại nhà thi đấu Đền Lừ. Ép cấp 6. Trận đấu này thì khá vất vả cho Đức Duy. Đập cầu tốt, thứ ba đấy, chưa biết nào đâu. Đập cầu tốt. Đức Duy có thể giành luôn một điểm số nữa để kết thúc trận đấu hay không? Điểm rất tốt, vẫn còn. Ui, kéo lưới lôi. 21-18 Đức Duy trong set đấu thứ hai. Chiến thắng cho Đức Duy trong vòng 2 set. Set đấu thứ nhất 21-6, set đấu thứ hai 21-18. Vậy là hai gương mặt có mặt trong trận chung kết sẽ là Trần Đức Duy gặp Vũ Văn Thiết, và trận đấu ai cũng mong chờ.